Những năm qua, trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có đóng góp to lớn của lực lượng công nhân và các tổ chức công đoàn. Những thành tích đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu, mà còn là minh chứng khẳng định vị trí vai trò và trách nhiệm to lớn của công nhân và tổ chức công đoàn trong nhiệm vụ xây dựng Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá nhất của khu vực phía Bắc. Với 290 đoàn viên công đoàn, trong đó có 123 là công đoàn nữ. Từ khi thành lập đến nay, hoạt động công đoàn ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Khánh An không ngừng được phát huy. Hàng năm, công đoàn đều phối hợp với chuyên môn, duy trì hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc để người lao động phát huy quyền làm chủ. Nhờ đó, công tác dân chủ được mở rộng, nội bộ đoàn kết, sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động với mức lương 5 triệu đồng một tháng. Căn cứ theo các điều lệ của công đoàn thì công đoàn tập trung vào làm công tác tuyên truyền giáo dục các cái chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước đến từng người lao động, và hàng năm thì hoàn thiện các cái bổ sung các cái ký kết các cái thỏa ước lao động tập thể, các cái nội quy quy chế, rồi công đoàn tham gia các cái phương án sản xuất kinh doanh. Ngoài ra thì công đoàn ở đơn vị cũng đã làm tốt cái việc là giám sát thực hiện các cái pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động. Đại hội Công đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2013-2018 đã đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nên thời gian qua, hoạt động của các tổ chức công đoàn cơ sở đã không ngừng được phát huy. Nhiều tổ chức công đoàn không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động. Điển hình như hoạt động công đoàn ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Anh Sơn. Mặc dù cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các quyền lợi của người lao động luôn được quan tâm. Được sự quan tâm của lãnh đạo công ty cũng như ban chấp hành công đoàn, thì đời sống của anh em tại cơ sở cũng là rất là được lãnh đạo tạo điều kiện, nên là cũng rất là thuận lợi. Bên cạnh đó thì ngoài cái nhiệm vụ chuyên môn ra thì lãnh đạo ở công ty cũng đã tạo điều kiện cho anh em là tăng làm để tăng thêm cái thu nhập. Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, về phía Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng các cái kế hoạch rất cụ thể. Từ cái kế hoạch đó thì là phân công các cái ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành phụ trách các cái điểm để trực tiếp chỉ đạo. Cái thứ nhất là tháo gỡ những cái vướng mắc cho các cái đơn vị. Cái thứ hai nữa là tạo các cái phong trào thi đua và các cái hoạt động bên nội, chẳng hạn như tổ chức cái giải cầu lông trong công nhân viên chức lao động vừa kết thúc vào bữa 12 tháng 7. Từ khi thành lập đến nay, các tổ chức công đoàn cơ sở trong tỉnh đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thi đua, gắn biển các công trình chào mừng các ngày lễ lớn được đông đảo đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp và người lao động. Nhờ đó, từ một số ít tổ chức công đoàn được thành lập ban đầu, đến nay, toàn tỉnh đã có gần 3.000 tổ chức công đoàn cơ sở với hơn 150.000 đoàn viên công đoàn tham gia. Tôi đánh giá cao cái vai trò của đội ngũ cán bộ công đoàn để tạo nên được cái thành quả đó. Và đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở thì càng hết sức quan trọng, bởi vì công đoàn cơ sở là nơi mà truyền tải toàn bộ cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đến với là người lao động. Vì thế trong thời gian tới đấy, sẽ tiếp tục tập trung vào việc là tuyên truyền vận động để thành lập công đoàn cơ sở, phát triển thêm đoàn viên, đồng thời là đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng các cái chương trình kế hoạch được thực hiện các cái nghị quyết mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành trong Đại hội 11 của Công đoàn Việt Nam. Trải qua 85 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn tỉnh Nghệ An nói riêng đã khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị và đời sống tinh thần của công nhân, viên chức lao động, để từ đó đem tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động đến với Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.